Mấy anh em có đi lên trên bản thu được một chút cái mật ong rừng này của bác này. Bây giờ thì cháu cho cô bác cùng xem là những cái mật ong này của bác này, rất là đặc sản của bác. Đây thì đây còn là nguyên tổ này của bác, còn là cái phần này thì là cái phần sáp nữa. Thì cháu được xé để đây, không có vắt, chỉ vắt nguyên cái phần này thôi cô bác ạ. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái tổ ong rừng nguyên chất hết cô bác này. Và bây giờ thì hai anh em bóc ra, cô bác có thể nhìn thấy những cái giọt mật mà nó chảy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên bản thu mua được một ít mật ong rừng cô bác này. Hãy nhìn mật ong rừng thì màu nó sẽ đen hơn mật ong quả một chút. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mật ong nguyên chất thì có thể điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại cháu Lực để trên màn hình cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực cô bác. Hay mọi cái mặt hàng cháu Lực đều gửi cho quý ông bà cô chú anh chị thì đều có những cái tem logo của bạn em trên này, và những cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác anh chị sẽ là những cái đặc sản ở trên vùng cao và những lít mật mà nguyên chất hết cả cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Ê, không được rồi, không được rồi. Nay chắc phải lấy cái tủ tảng đá này ra thôi. Cái này thì có vẻ là hơi trơn rồi. Rồi. Ê. Cháu Lực xin mời chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay lại tiếp tục là công việc là vận chuyển vật liệu của nhà ba ông cháu của bác này. Hãy xử thì cùng các thanh niên rồi dùng xe máy để chở của bác. Còn cái số vật liệu này thì cháu Lực cũng đã nói rồi, mấy anh em đã chở được không được như nào rồi thì sẽ tiếp tục là lấy thuê người chở sau của bác. Và hôm nay thì có vẻ như có rất là nhiều người đấy. Chào Vân nhá. Chào Vân đẹp trai. Chào Vân đẹp trai. Mời anh chào Sử nhá. Chào anh ạ. Được một nửa đấy nhỉ. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thì có rất là đông người đúng không các bác? Xe của Vân không dẫn cho chóng lên à? Không vận cho chóng lên à? Đấy. Đây bao tải này chú ơi, vừa rồi anh lại thêm bao tải về, lấy loại này mới chắc này. Vâng. Lấy loại này mới chắc hơn, loại kia không chắc đâu. Đông người như thế này thì có khi là một mai là xong rồi các bác. Đây có rất là nhiều người ra luôn. Xe chở được hai bao à thanh niên? Đây à? Một bao đây á? Tin mấy là có phải tin. Xe đường 6 à? Đường 6 à. Thế chở vừa thôi. Anh đẩy nhá. Xe của Sử thì hai bao chứ nhỉ? Hai bao mà.
May toàn các thanh niên ra chở thôi nhỉ? Vâng. Ông ấy đâu rồi? À Sứ ơi, bây giờ cầm cả cá này đi về với nhá. Xong tí lấy cá lên nó cơm luôn. Vâng. À bây giờ anh chạy đi theo sau luôn. À. Anh ơi, lên trên phải chở vô tí á. Hả? Lên trên phải chở vô tí á. Chở á? Chở đâu ấy? Chở đâu? Chở đâu? Chở cát đấy. Anh cát à? Anh ơi lên không à? Nhưng mà có đồ rồi. Anh cứ là giao thử cho em đấy, anh chở không bắt được đâu. Ôi, từ từ, phân nhiên này nữa. Một bao, hai bao anh? Một bao thôi. Một bao thôi à? Đấy, đường khó đi lắm. Sẽ khỏe thế một bao thôi à? Khỏe thế này, anh thử đi một lần anh biết. Tay của anh mới mới khỏe. Hả? Tay của anh hôm qua anh cũng mang chở mà. Thế hôm nay để chở thế. Đi, chở xong. Bây giờ luôn. Cứ đi trước đây xong, tí anh chở xong. Hôm nay thì lại tiếp tục là công việc sẽ là vận chuyển bột gạch đá này các bác này. Đá này thì là đá 1-2. Chắc có khi là hết buổi sáng này thì là hết cái gạch đá này luôn. Hôm nay thì xe cháu Lực thấy rất là nhiều xe máy ra chở. Tầm độ 7-8 cái xe máy luôn. Có bột được không? Có anh ạ. Đây này dây, dây này nhiều này. Ôi đây dây nhiều này. Ây à. Ôi giời. Ở trong túi có dao không nhỉ? Không có đâu. Mấy ông bao không nhỉ? Không có đâu. Không có rồi. Đây bây giờ thì lấy gạch đập thôi, quên mất dao rồi. Thank you.
Chứ chưa được mấy chuyến rồi. Hả? 4-5 chuyến à? Hết một nửa đấy nhở? Có đồ chỗ của anh Bảo đấy. Thân co đây có hơi ngắn không này? Chú ơi, buộc cái này được à? Hãy đi đi, anh ở đây anh buộc cái này cho. Có cái dao nào nhỉ? Sử có cái dao nào? Có à? À đây, dây ở đây có nhiều đấy. Đấy, hôm nay thì chú của Sử, chú của Sử thì cũng ra luôn các bác. Hôm nay thì có rất là đông người này các bác hôm nay ấy. Mặc dù vẫn lấy thuê của bác nhưng mà em Sử vẫn sẽ phải là làm cùng của bác ạ, vẫn sẽ làm cùng. Thế bây giờ thì các thanh niên kia là đang chở đi thì cháu Lực sẽ ở đây, cháu Lực sẽ buộc lại cho nó nhanh. Kia là con à hả? Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 17 ạ. Năm nay 17 à? Thế con thì được bao nhiêu tuổi? 7 ạ. Hả? 7 ạ. Được 1 tuổi rồi à? Ừ. Hầu như là các bạn ở trên vùng cao này có nhà lấy vợ lấy chồng rất là sớm các bác. Khi mà mình đi làm nhưng mà mình vẫn phải là điệu con đi theo nữa. Đấy, sỏi thì bây giờ cũng đã vận chuyển được một nửa rồi các bác. Thế bây giờ thì cháu Đức sẽ di chuyển ra bên cái chỗ nền nhà của các em xem là cái chỗ sỏi xem là các em để vào đâu các bác. Hay hôm nay thì lấy thuê người chở các bác nhưng mà vẫn phải là nuôi ăn của bác ạ. Ở đây thì hiện tại thì cháu Lực bảo lấy khoán nhưng mà người ta không có chịu lấy khoán các bác. Được đấy nhờ. Sử có vẻ là rất tươi các bác hôm nay. Đấy, các bác cũng rất là thông cảm là từ cái đoạn đường này ra thì hầu như là các bạn ấy không có đội mũ bảo hiểm là nhiều các bác. Một cái đoạn mà cũng khá là gần thôi. Anh cũng chở được rất là nhiều các bác này, hầu như gọi là chở được hơn một nửa rồi đó các bác nhé. Thấy hôm qua thì em Sử có để sỏi vào cái chỗ nền nhà các bác thì mấy anh em cũng đã cùng nhau là để ra phía bên kia rồi. Ôi sắc bèo băn ổ lắm đấy, bèo băn đấy. Là nào họ sắc tăng dân bà? Hả? Là nào sắc tăng dân bà? Ừ, sắc tăng ố. Có sắc tăng rồi bà? Ừ. Ờ. Tôi phải nói là các thanh niên ở trên vùng cao của bác đi xe rất là điêu luyện luôn. Ở đây thì cháu Lực cũng đã bảo em Sử là để ít cái vỏ cháu ra để không cho nó bị trơn. Đấy, hôm nay thì có thể là sẽ chở hết được bột đá này, xong là với lại thêm cái phần cắt nữa. Ngày mai thì sẽ chở thêm nữa là cũng hết rồi các bác. Chở này thì độ tầm là độ 2 ngày thì cũng đã chở hết rồi. Còn ở dưới kia thì ông với lại thêm cô nữa là đang nấu cơm rồi. Một tí nữa thì đến 11 giờ thì bà con sẽ nghỉ là ăn cơm của bác ở trên này ấy. Đấy, có vẻ như rất là trơn một chút của bác này. Đấy,
Bây giờ thì cái khó khăn nhất là đối với cháu Lực chỉ có là vận chuyển vật liệu vào thôi cô bác. Cái quãng đường từ bên kia sang thì cô bác cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi, rằng là cô bác cũng đã biết rồi. Bây giờ thì đoạn đường đi hơi là bé cô bác, thì thành ra là vận chuyển vật liệu nó sẽ hơi khó một chút. Nhưng mà cũng bù lại được, sau này nếu mà làm cho các em ở đây một cái ngôi nhà rồi thì mọi cái ở đây nó cũng rất là tiện cho các em. Đất cát của các em thì ở đây rất là nhiều, hầu như là cái phần rừng mọi cái. Sau này nếu mà mình làm nhà ấy, trong lúc mà thiếu những cái cây gỗ, những cái ván thì mình có thể là tận dụng, là mình xẻ và mình dùng ở đây luôn. Thì mình không có phải mà đi đâu lấy để xa về đâu các bác. Thí dụ như nếu mà bây giờ mà mình làm nhà ở phần phía mặt đường bên kia thì mình ra đây mình chặt những cái cây này về, thì mình lại phải bắc bộ đi ra đến điểm trường, thì lúc đấy mới chở được đi xuống dưới các bác. Nó cũng khó khăn cái này thì nó lại bù lại được cái kia thôi các bác. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ cho các em ở đây là cả cuộc đời của các em là gắn kết ở đây luôn các bác. Ngay sau này thì mỗi lúc một phát triển mà đường xá mọi cái thì bên nhà nước người ta cũng sẽ quan tâm và làm lại đường, làm đường cho dân người ta đi rất là thoải mái rồi các bác. Đấy, cũng phải nói là rất là cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đóng góp ý kiến cho cháu Lực, để cho cháu Lực có thêm những cái kinh nghiệm về những cái cuộc sống này và về những cái rất là nhiều cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Xi măng mọi cái thì che tấm bạt lên che rất là cẩn thận cô bác. Xi này thì hiện tại là vẫn chưa có đủ đâu cô bác nhá. Hiện tại thì cháu Lực có chỉ có lấy được là lấy 80 bao lên trước đâu. Làm 80 bao lên trước rồi thì đến lúc mà vừa làm thì cháu Lực sẽ vừa gọi thêm nữa. Thanh nhiên ạ. Được không? Xem đi. Ở đây là những gọi là những con ngựa sát của bác, những con ngựa sát ở trên vùng cao để chở luôn đấy. Hả? Cái cần gạt đấy, nhưng mà cẩn thận nha, thì nó rơi xuống như anh nhá. Đấy, mấy thanh niên thì đang tò mò là phải lấy cao không bác? Cẩn thận tí nó rơi xuống cho anh nhá. Rơi xuống cho anh là một con trâu ấy. Cái này á, con trên này á. Ồ, một con trâu ấy. Kết nó, nhặt nó nhầm trâu. Hả? Kết nó nhặt nó nhầm trâu. Đi đừng mắc cái cây cho anh nhá. Ừ. Thế thì sao mắc cái cây đấy? Ê, ra xe ra đây. Cho chú cái xuống đấy. Cẩn thận nha chú nha. Ui. Ê, không được rồi. Này cháu phải lấy cái tủ tảng đá này ra thôi. Nào. Ôi. Ôi trời, chỗ này bị hỏng rồi. Được chưa chú? Cái thanh niên này ra hộ ấy. Ôi, nó chạy rồi. Từ từ nha. Chú phải nha. Ôi. Chú phanh nha.
Lấy lại cái dây này đi chú nhỉ? Ừ. Rồi, thì không tiêu không có đó. Hãy đổ lên cao cao đi chú. Thôi. Hãy chú cho lấy hai cái bao tải này đi nhá. Hãy. Thì có vẻ như sẽ rất là đông các bác. Thì vận chuyển mọi cái thì nó cũng rất là dễ dàng các bác. Hãy phải nói là các thanh niên chở ấy, hình như là thanh niên nào cũng không có kiểu tay lái luộm một chút các bác, nhưng mà không chỉ thành chút hỏi được là nó bị đổ cả. Đấy, chỗ này thì có vẻ là hơi trơn rồi. Ê, chỗ này thì có vẻ là hơi trơn rồi. Rồi, rồi. Được chưa chú, được chưa, được chưa? Anh ngồi, ngồi đi chú. Ai gạt thì được rồi. Chỗ này thì có vẻ là hơi trơn một chút các bác, chắc phải là đào qua một chút này. Không, chỗ này phải hót cái chỗ đào luôn. Hả? Cái chỗ này thì có vẻ hơi trơn một chút, thật chắc là một tí đổ thêm cái vỏ sấu vào đây nữa. Nhưng mà nếu mà được thì chỗ này còn như vậy chắc là được. Hay vận chuyển vật liệu của nhà ba ông cháu vận chuyển tới đâu thì cháu được sẽ tiếp tục là ghi hình và cập nhật tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết về cái quá trình cũng như là vận chuyển vật liệu vào này. Và đến cái quá trình mà làm nhà thì nó sẽ như thế nào các bác nhá. Đấy, ở đây thì những cái nào mà cháu lực với em sử tự chở được thì anh em sẽ tự chở, còn không chở được thì anh em sẽ lấy thuê các bác. Như thí dụ bây giờ chở thì hoàn toàn là lấy khoán này các bác, hoàn toàn lấy khoán. Còn gạch thì không biết là người ta sẽ tính theo viên hay là như nào đấy các bác. Cái điều đấy thì cháu lực cũng chỉ chưa có biết. Hôm nay thì chỉ có là vận chuyển cắt với lại cái đá lên đi vào trước thôi các bác, để đàm cái phần móng trước này các bác này. Cái phần móng thì bây giờ là phải cần là cắt với lại xi này, với lại sắt này, với lại thêm bột đá nữa. Em Sử thì đang lấy xe của cháu Lực chở rồi, cho nên là cháu Lực sẽ không có chở cùng em Sử nữa. Nếu mà lúc nào em ấy mệt thì lúc đấy hai anh em sẽ thay nhau chở sau các bác ạ. Thế còn là cháu Lực thì chỉ có ở đây và hộ là mấy anh em kia đổ cắt ra và đi ra bên kia là xúc vào, xong là buộc cho các thanh niên ấy chở đâu các bác. Hãy Sử thì lại đến đây rồi các bác này. Hầu như là có xe thì chở một bao, có xe thì chở hai bao các bác. Xe nào mà cũ cũ thì các thanh niên sẽ chở hai bao, còn xe nào mà mới thì thanh niên chỉ có chở một bao thôi. Chỗ này đi xuống cẩn thận nhá Sử nhá, cũng hơi chơi một chút đấy. Cũng nhanh nhờ. Cũng nhanh nhờ. Vèo 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 phát là được lực chuyến rồi. Đổ tí chết nào. Đổ tít trên xuống nhé Vân ơi. Đây. Đổ tít trên xuống. Đổ tít trên xuống. Đổ cho ra bên này một tí. Đấy. Ai cắt tóc cho Vân đấy? Hả? Cắt. Tự cắt à? Đẹp nhỉ? Đẹp ấy. Đấy, hầu như là các thanh niên ở trong bản này các bác thì đều tự cắt tóc cho nhau cả thôi.
Phiển xe em kia đấy, phiển xe em kia đấy, xong là cho thanh niên, cho mấy thanh niên cái số luôn. Đây. Ê, ê, ê. Đây bao này. Bao này rồi. Ở nhà thật tôi mà không tin giá. Đội này mạnh đấy nhỉ. Cả đội mạnh. Bột đá thì bây giờ cũng sắp hết rồi các bác này. Vài chuyến nữa thôi là cũng hết rồi. Vân có vẻ là chân hơi thớp nhở. Vân có vẻ chân hơi thớp cho nên là phải xuống một tí. Ê. Từ từ. Chỗ này chắc phải đổ thêm ha. Kia rồi, trơn quá rồi. Kia yeah, lấy tí khắc phục. Lấy cái bao này đi. Cái lao nhanh quá rồi. Cười đi, cười đi. Vâng, làm thêm cái nữa. Làm thêm cái nữa. Có, làm sao mình làm thêm cái nữa. Thôi giá thôi, lấy cái thật tôi cộng không thể đấy. Em đèo không được đấy. Hả? Yếu đấy. Mấy thằng vành đèo điện đó. Em yếu rồi. Vâng. Em có rồi. Em yếu lâu từ nhỏ rồi. Yếu lâu từ nhỏ rồi á. Đang bị yếu sinh lý đấy. À. Ôi hồi. Buộc nha. Buộc luôn không được mà. Thì mới nhanh được. Đúng không? Lúc nào nhà mình làm nhà xử lấy ra nữa nhỉ? Có tiền. Sao không có? Em nữa là sau này mình thử bán rồi mình chiên đấy.
Nào. Này thôi. Hả? Này thôi là được. Đấy, như này này. Đấy. Bây giờ về phòng trọ hay ở đây? Chưa. Chờ nữa mà. Hả? Còn chờ nữa mà. Bây giờ phải hết thì thôi. Ba này luôn anh nhỉ? Ba này cũng được. Đây. Giờ phải đi tìm dây rồi. Mấy thanh niên kia lấy đi không lấy dây, không có dây đâu. Ô, dây đây. Thấy, tha hồ buộc rồi. Đây, bây giờ tìm dao cắt. Đấy, một cái đống đá như này. À, chưa hết một buổi sáng các bác, thì cũng đã gần hết rồi. Giờ đi tìm cho lực xe ở đây là chuyên là buộc dây cho các thanh niên để thanh niên chở. Cô có dao không cô ơi? Mang pháp không? Mẹ pháp không à? Không có à? À đây được rồi. Ô, con ngủ rồi à? Ngủ rồi. Ôi, ngủ rồi. Hôm nay chồng có ra không? Có. Có à? Ra trong chờ bút đá kia à? Các cô biết nói tiếng Kinh không? Biết nói tiếng Kinh không? Biết không? Chị biết nói tiếng Kinh không? Không biết à? Đây, câu đấy vẫn biết đây. Không biết đâu, nhưng mà câu đấy vẫn biết nhỉ. Hay là chị Pau á? Nó còn non ra. Nó còn non vô. Mấy giờ ăn cơm xử nhỉ? Mấy giờ mới ăn cơm nhỉ? 10 rưỡi lan à? Tí đến mấy giờ lại làm? 1 giờ à? 1 giờ lại làm à?
Đường ở đoạn kia có vẻ hơi trơn một chút rồi nhỉ? Mới dưới là ăn cơm, thế là sắp ăn cơm rồi đấy nhỉ, bây giờ ấy. Bây giờ thì chắc là cũng chở thêm vài chuyến nữa là cũng ăn cơm rồi các bác. Điểm sao không? Có vẻ đất hơi nhiều nhỉ? Này mà lấy xe mới chở chắc sót lắm rồi nhờ. Mấy thanh niên kia bảo là lấy xe mới chở thì chở được một bao rồi các bác, nhưng mà sau một lúc thì cũng lại chở hai bao hết cả. Chắc làm nó chuyến này đi ăn cơm á. Thế thì anh Sử cùng anh Buộc đi. Buộc không đợi mấy thanh niên kia ra mỗi người một chuyến thì lúc đấy thì cũng về ăn cơm rồi. Cái bao to này Tao to này không cần buộc á? Tao to này không cần buộc rồi nhỉ thế? Buộc mấy bà nhỏ rồi đúng không? Anh Tùng cái gì ấy? Anh Tùng cái gì ấy? Đây là có mỗi bạn gái kia chưa lấy chồng đây nhờ. Nhờ. Có mỗi em là chưa lấy chồng đây nhờ. Đây có vẻ như là các thanh niên kia đi đến đâu thì đều coi đấy cả cô bác. Tại cái con đường mà cung đường nó rất là nhỏ ấy, cho nên là mình phải coi rất là nhiều. Ôi. Ây. Đẳng cấp đấy Vân nhờ. Xe này Vân mua bao tiền đấy? Rẻ là bao tiền? Hả? 19 triệu. 19 triệu á? 9 triệu. Nhưng mà mua lại xe cũ à? Đúng rồi. À. Đi làm có tiền mua hay là bố mẹ lấy tiền cho mua? Đi làm 4 tháng về mua. Đi làm 4 tháng về mua à? Vần thì cũng phải nói là đi làm các bác tiết kiệm được. Đi làm 4 tháng tiết kiệm để mua con xe này. Không à, hầu như là xe của bà con ở trên vùng cao này các bác, mặc dù mua về cũng rất là mới nhưng mà nó là một cái phương tiện để mà mình mua để đi lại, xong rồi mình chở đồ đúng không? Cho nên là người ta cũng phải là hy sinh để chở đồ luôn đấy. Ui giời, thanh niên cái này nhức quên luôn rồi. Nhức hẳn luôn xe kìa. Một bao hai bao? Một bao thôi. Một bao đấy à? Không hai bao nữa à? Xe thấp lắm à? Này này hình như là hạ cái này rồi sao đấy không? Hạ rồi. Hạ rồi à? Ừ. À nó hạ mới thấp thế. Thế là đi độ ấy nhở? Đi độ à? Có tiền độ ô. Đây này, đẹp phết đấy chứ đùa đâu nhở? Chào khan ô. Cái hàm cho tấn công à? Tả nhá chẳng cho nó ra không? Hôm nay thì chở hết cái đống gạch như thôi cô bác ạ. Hôm nay thì chắc là chỉ chở hết được cái khối bột đá này thôi. Thì chiều thì tiếp tục lại sẽ là chở tiếp cô bác. Vật liệu của nhà ba ông cháu ấy cô bác vận chuyển tới đâu thì cháu Đức sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết và cùng nắm gió được. Thì cô bác anh chị mà có những cái phương án nào thì có thể là điện thoại cho cháu Đức qua và để cái phim bình luận đấy để cho cháu Lực biết. Ở bên kia thì có vẻ như là bây giờ đang đến giờ nghỉ các cháu cô bác. Thấy khóc rất là nhiều, thấy phụ huynh cũng ra đón rồi. Thế còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.
Dạ vâng, xin quý chào quý ông bà và quý anh chị.